Chào bà con, cô bác và anh chị. Hôm nay tôi giới thiệu với bà con, cô bác và anh chị một loại cây thuốc có tên gọi là dây đau xương. Nó có tác dụng hỗ trợ và điều trị bệnh xương khớp rất tốt. Mời bà con, cô bác và anh chị cùng tôi tìm hiểu loại cây này. Dây đau xương hay còn gọi là khoan cân đằng là một vị thuốc tốt có tác dụng điều trị bệnh xương khớp, viêm đa khớp dạng thấp rất tốt. Nó có tên gọi khoan cân đằng, theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là làm cho xương cốt được khỏe. Khu vực phân bố của loại cây này, cây mọc nhiều ở các vùng núi khí hậu nhiệt đới ở Việt Nam, cây mọc nhiều ở vùng Tây Bắc. Bộ phận thường dùng là dây và lá. Cách chế biến và thu hái: cắt ngắn, phơi khô tự nhiên để làm thuốc, có thể dùng lá, thường dùng tươi. Công dụng của dây đau xương: điều trị tê bại xương khớp đau nhức, điều trị đau vai gáy, cái bệnh này là bệnh của người văn phòng, điều trị bệnh tràn dịch khớp gối, làm thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa xương khớp, chấn thương tụ máu, dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gút, điều trị bệnh sốt rét kinh niên. Vậy thì những ai nên dùng sử dụng cây dây đau xương? Những người già bị đau xương khớp, những người bị đau vai gáy, đặc biệt là những người làm việc ở trong môi trường như văn phòng, bệnh nhân bị tràn dịch khớp gối, bệnh nhân bị gút, bệnh nhân mắc bệnh về phong tê thấp, người bị chấn thương tụ máu, bệnh nhân bị sốt rét. Vậy cách dùng và liều dùng như nào? Theo kinh nghiệm của thuốc lam Nguyễn Thi thì bà con cô bác và anh chị có thể dùng các cái bài thuốc như sau. Mỗi ngày dùng từ 15 đến 30 gram sắc nước uống trong ngày. Điều trị đau nhức xương khớp có thể dùng thêm cây huyết đằng và cây thiên niên kiện, liều lượng mỗi vị 15 gram sắc uống trong ngày. Một số bài thuốc khác bà con có thể tham khảo. Vậy khi sử dụng cây dây đau xương thì bà con, cô bác và anh chị nên lưu ý là khi dùng xong phải dùng báo gói kín, tránh ẩm mốc. Địa chỉ nào mua dây đau xương tốt nhất? Thì hiện tại sản phẩm dây đau xương được phơi khô đóng gói, được nhà thuốc Lam gia truyền Nguyễn Thi phân phối và cung cấp, có nguồn gốc tự nhiên, được thu hái ở các cái tỉnh miền núi phía Bắc, nên bà con, cô bác và anh chị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Mọi chi tiết xin liên hệ thuoclambichuyen.com, số điện thoại 0982 957 282. Chúc bà con, cô bác và anh chị có một sức khỏe tốt.